xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tia nắng ấm cũng đã hửng nhẹ vào buổi trưa và chiều tại một số nơi ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay và cả ngày mai. Những cơn mưa giảm dần theo đà suy yếu chậm của khối không khí lạnh mang tới tiết trời tạnh ráo hơn cho khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên thì cái rét vẫn còn diễn ra cả ngày với nền nhiệt độ cao nhất hầu hết các nơi đều không vượt quá được ngưỡng là 20 độ. Theo dự báo, cuối ngày 11 thì đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường yếu tại khu vực này. Như vậy thì thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong khoảng 2 đến 3 ngày nữa, sau đó thì cũng sẽ được ấm dần lên. Trong khi đó, tại các tỉnh thành miền Trung thì nhiệt độ cũng có sự tăng nhẹ. Tuy vậy, ở phần phía Bắc của đèo Hải Vân thì vẫn duy trì tình trạng là trời nhiều mây và rét. Một vài nơi cũng còn xuất hiện bất chợt những cơn mưa nhỏ. Trong khi bước qua phía Nam của đèo thì năng lượng tác động của không khí lạnh cũng đã yếu đi rõ rệt. Chính vì vậy mà nắng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, trải dài dọc ven biển từ Đà Nẵng xuôi vào cho tới tận khu vực Bình Thuận. Tiết trời khu vực khá khô ráo, mưa nhỏ vẫn còn xuất hiện một vài nơi tại khu vực Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi, nhưng mà không đáng kể. Đêm và sáng thì trời lạnh mang tới cảm giác dễ chịu. Các tỉnh Tây Nguyên trong 24 giờ tới thì thời tiết vẫn duy trì ổn định với tình trạng là nắng đều và không mưa. Tiết trời mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt cao nhất các nơi chỉ phổ biến ở trong khoảng là 25 cho đến 28 độ. Tuy nhiên thì trời vẫn còn rét về đêm cho đến sáng sớm. Với Nam Bộ thì dù nhiệt độ sẽ có sự tăng nhẹ nhưng mà không nhiều. Trong khi đó ban ngày thì nhiệt độ một vài nơi có thể lên đến sấp xỉ ở ngưỡng là 33 độ. Song trời sẽ không quá nóng khi mà những đợt gió đông bắc mang hơi lạnh giúp cho thời tiết dễ chịu hơn. Còn thời tiết tại đây tiếp tục là nơi lý tưởng cho các hoạt động du lịch cũng trong những ngày cận Tết. Sự sầm uất nhộn nhịp buôn bán cuối năm sẽ khiến cho du khách cảm nhận rõ hơn sự sôi động của những thành phố miền Nam Việt Nam. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Thưa quý vị, tại khu vực Tây Bắc, trời rét, buổi trưa, chiều thì trời giảm mây và hửng nắng nhẹ, đêm và sáng thì có nơi có mưa nhỏ. Cụ thể tại Sapa, nhiệt độ là từ 5 đến 8 độ, tại thành phố Tam Đảo, mức nhiệt là từ 9 đến 12 độ, tại Điện Biên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 19 độ. Khu vực Đông Bắc, các tỉnh đồng bằng thì trời khô ráo ít mưa, trong khi đó ở vùng ven biển và phía đông bắc thì có mưa nhỏ vài nơi, trời rét cả ngày với mức nhiệt thấp. Cụ thể như là tại Hà Giang, tại Hạ Long và tại Hải Phòng thì có nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở trong khoảng là từ 12 cho đến 15 độ và cao nhất trưa ngày mai sẽ là từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân, thời tiết khu vực này cũng khá nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời còn rét. Tại Sầm Sơn thì trời không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 19 độ. Tại Phong Nha và Huế thì đều có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 cho đến 21 độ. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì du lịch Sơn Đòn, tỉnh Quảng Bình đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút vô số du khách trong và ngoài đến đây để khám phá sự kỳ vĩ của thiên nhiên hoang sơ của hang động. Dù rằng đến với Quảng Bình mùa này thì trời vẫn còn khá rét cùng với tác động của không khí lạnh cũng mang tới mưa nhỏ. Nhưng mà từ khoảng ngày 13, ngày 14 thì tiết trời khô ráo hơn, ấm lên sẽ thuận lợi cho du khách khi mà đến với Sơn Đòn để có thể chiêm nghiệm những điều mới lạ. Khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân, tại đây thì mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, sáng sớm trời lạnh, ngày giảm mây và hửng nắng. Thời tiết khu vực này sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời cũng như là các hoạt động du lịch. Cụ thể, tại thành phố Đà Nẵng, nhiệt độ là từ 19 đến 24 độ, Hội An nhiệt độ là từ 18 cho đến 25 độ. Còn tại Bà Nà, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 20 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết có nắng nhiều với tiết trời hoàn toàn khô ráo, không mưa, thích hợp cho du lịch. Tuy nhiên thì du khách vẫn nên hạn chế các hoạt động khám phá biển đảo bằng tàu thuyền bởi vì sóng gió có giảm nhưng mà vẫn còn mạnh. Tại Nha Trang thì nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 19 cho đến 26 độ, Mũi Né mức nhiệt là từ 20 đến 27 độ, còn tại Vũng Tàu nhiệt độ là từ 21 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì chuỗi ngày thời tiết tốt, không mưa. Tây Nguyên tiếp tục thu hút được khách du lịch bởi vì sự dễ chịu của thời tiết và thiên nhiên, văn hóa nơi đây. Tại Pleiku thì nhiệt độ là từ 13 đến 26 độ, Buôn Ma Thuột mức nhiệt là từ 16 đến 26 độ, còn tại Đà Lạt nhiệt độ dao động trong khoảng từ 11 cho đến 22 độ. Tiếp theo tại khu vực Nam Bộ, đêm và sáng thì trời se lạnh, còn ban ngày nắng ráo và không mưa. Thời tiết khu vực này vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Tại Tây Ninh và tại thành phố Hồ Chí Minh thì đều có mức nhiệt độ trong ngày hầu như không quá 32 độ. Còn riêng tại U Minh thì nhiệt độ dao động ở mức là từ 21 cho đến 30 độ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết tại hai điểm du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo.
Trên khu vực Côn Đảo thì gió đông bắc vẫn còn khá mạnh, thời tiết nguy hiểm với các phương tiện tàu thuyền nhỏ và thô sơ. Còn tại Phú Quốc thì thời tiết vẫn rất lý tưởng cho du lịch với tiết trời đẹp và gió ở mức trung bình. Côn Đảo nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 29 độ, còn Phú Quốc nhiệt độ trong ngày cũng hầu như không vượt quá 29 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.